Chị Lan đang điển hình và làm mẫu đeo size 36 rất là đẹp. Rất đẹp, rất vừa bạn và rất sang. Tất cả những cái cọc bằng kim cương. Đây là cái lịch, mặt lịch nè. Chiếc đồng hồ này có 3 kim và 1 lịch. Đây là đồng hồ chính hãng, rất đẹp. Đồ của hãng thì bao giờ cũng vậy, luôn luôn hơn những đồ khác, là hơn ở sự tinh tế, độ hoàn thiện, thẩm mỹ, độ cao cấp, sang trọng. Và đối với đồng hồ Rolex, rất là hay là ở những cái mắt này nè, sẽ có một cái chốt, một cái cốt này. Cốt này sẽ dặn ra, không cần phải đem ra ngoài, thở ngoài để đục lỗ, đục để lấy cốt ra, lấy cái cốt và thay mắt dây, không có. Cái này sẽ có rất là đơn giản, có một cái lỗ trên những cái mắt để mà mình có thể là hai bên luôn để mình tháo ra cho đều nhau á. Mình thay bằng dùng cái vít chuyên nghiệp chuyên dụng mà mình dặn là xong thôi.